cái baby. Ai mẹ ơi, đào can hãy đào, đào can bị va vào bàn khi lấy bánh. Con hay lại đây, mẹ sẽ chưa vết thương. Cẩn thận nhé con ơi. Dạ vâng, cảm ơn mẹ. Ăn thức ăn nhanh chúng có thể ngon nhưng không tốt đâu con, thì con ăn nhiều. Không muốn con không ăn tối đào, con chỉ ăn điểm điểm thôi, nhưng giờ con muốn uống nước. Này con ơi, giờ con đã bị ốm rồi, bởi ăn nhiều thức ăn nhanh hay uống thuốc đi nào. Con ơi, này con ơi, đây là cách ta ăn. Rau củ ngon và có nhiều dinh dưỡng, và trái cây cũng thật ngon. Bữa tối giấc cả nhà mình quây quần, có những món ăn dinh dưỡng, ta yêu giờ ăn tối. Ở trong quả trứng đâu có gì? Hãy có quả trứng, hãy có quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Ôi, thật tuyệt vời. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng?
trứng. Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con vịt. Quạc, quạc, quạc. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con bò. Mưu, mưu, mưu. Cả gì trong quả trứng? Cả gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con lợn. Oanh, oanh, oanh. Là một con lợn. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con kiều. Ba, ba, ba. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con mèo. Mèo, mèo, mèo. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con chó. Gâu, gâu, gâu. Là một con chó. Chuông ngân vang ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất vui bởi vì hôm nay là ngày Giáng sinh. Giáng sinh hay ăn tối và chơi cùng với cả nhà ta. Có rất nhiều đồ chơi và quà được gửi cho bạn và mình. Giờ đã sang Giáng sinh, vẫn chẳng thấy ông già Noel. Những trẻ tất trong dòng phải chẳng là ông già Noel quên mình. Làm ơn đến đi mà, bọn con đã rất ngoan. Em nghe thấy tiếng chuông xe của ông dây ông ấy đang rất gần. Chuông ngân vang ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất vui bởi vì hôm nay là ngày Giáng sinh. Giáng sinh hay ăn tối và chơi cùng với cả nhà ta. Có rất nhiều đồ chơi và quà được gói cho bạn và mình. Ho ho, ông đến rồi. Ông có một ngày bận rộn. Ông biết các cháu đã rất là ngoan. Các cháu hãy giúp ông nhé. Ông có những món quà cho nhiều bé gái bé trai. Các cháu hãy lên xe tuần lộc giúp ông phát những món quà. Chuông ngân vang ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất vui ở trên xe ông già Noel. Ta đi theo trong đêm tối ở trên bầu trời cao. Phát những món đồ chơi và quà trong đêm lễ Giáng sinh. Mình mang những món quà bỏ trong ống khói to. Mình sẽ đặt ở đây, ở dưới cây thông Giáng sinh. Cùng phát những món quà tặng trẻ em ở khắp nơi. Những chú tuần lọc kéo tay rất nhanh để cho những bé gái bé trai. Chuông ngân vang ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất vui ở trên xe ông già Noel. Ta đi theo trong đêm tối ở trên bầu trời cao. Phát những món đồ chơi và quà trong đêm lễ Giáng sinh. Các con dậy đi nào. Hôm nay là Giáng sinh, hãy lấy tất cả con xem treo trên lò sưởi kia. Càng cá một chiếc thuyền, một chiếc đồng hồ cho con. Con cảm ơn nhiều ông già Noel, ông cho con một con búp bê.
Chuông ngân vang, chuông ngân vang ở khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất vui bởi vì hôm nay là ngày Giáng sinh. Giáng sinh hay ăn tối và chơi cùng với cả nhà ta. Có rất nhiều đồ chơi và quà được gói cho bạn và mình. Chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng Giáng sinh cả nhà. Chúc mừng Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ.